tính năng hẹn hò Facebook Dating bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Facebook của một số người dùng tại Việt Nam đã được cập nhật tính năng Facebook Dating. Tính năng này xuất hiện bên trong giao diện profile của người sử dụng. Facebook Dating cho phép người dùng tạo một tài khoản trên Dating. Sau đó Facebook sẽ đề xuất những người dùng khác phù hợp. Người dùng có quyền chọn hoặc bỏ qua một tài khoản được đề xuất. Dưới mỗi profile được đề xuất sẽ có hai biểu tượng Path trên Interested. Nếu thích một ai đó, bạn bấm vào Interested, ngược lại bấm Path. Giả sử người được đề xuất cũng thích bạn, cả hai sẽ được kết nối với nhau. Tuy nhiên nếu bạn không được đối phương thích thì vẫn có thể nhắn tin cho họ. Cách thức hoạt động này rất giống với các ứng dụng hẹn hò phổ biến hiện nay, như Tinder chẳng hạn. Để tạo profile trên Dating, bạn chỉ cần tạo tài khoản, thêm ảnh đại diện, thêm thông tin về giới tính của đối tượng muốn làm quen, và giới thiệu vài dòng về bản thân. Tài khoản này trên Dating sẽ độc lập hoàn toàn với tài khoản Facebook. Các trò chuyện cũng không chung với Messenger. Tuy vậy, để tìm được người phù hợp với mỗi người dùng trên Dating, Facebook có lẽ sẽ phải nghiên cứu thói quen và sở thích của người dùng trên nền tảng của mạng xã hội này. Một tính năng khác bên trong Facebook Dating đang được chú ý là Secret Crush. Với tính năng này, người dùng có thể chọn thích một ai đó trong bạn bè của mình. Nếu người đó cũng đang âm thầm thích bạn và chọn thích thì cả hai sẽ được kết nối với nhau. Facebook Dating mới chỉ có mặt ở 14 nước, trong đó có 5 quốc gia mới được cập nhật gồm Brazil, Philippines, Việt Nam, Singapore, Malaysia. Tính năng Secret Crush cũng chỉ mới vừa được giới thiệu tối qua, giờ Việt Nam, do đó không phải tài khoản nào cũng được cập nhật Facebook Dating. Cùng với việc cập nhật tính năng mới, một vài người khi chọn vào tính năng Meet New Friend mới được Facebook tung ra tại Việt Nam gần đây, đã xảy ra hiện tượng lỗi, không truy cập vào được.